Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình góp nhận 10 top cần có ký hiệu là MONR các bạn. Một lượt ghép không nhận được 3 top cần. Chương trình góp này nó sẽ phối trong tháng 6 các bạn. Để tham gia cho hôm nay, bạn click phần link mô tả mà Telegram muốn chat tắt chatbot các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh góp kênh seller các bạn. Chỗ này nó trong chương trình bán hàng phi sale các bạn. Cũng chắc có nó. Chạy trên nền tảng BNB Smart Chain các bạn. Rồi bấm follow nè bạn. Pixel G1 bán giá là 0.35. G2 bán 0.45, G3 bán 0.55. Minimum 1 đô cho 1 token nè bạn. Rồi bấm đắp qua. Rồi bấm chat nè bạn. Rồi tất cả các bạn bấm continue nè bạn. Rồi các bạn follow the retweet dự án của Mimon nha bạn. Manmon. Rồi các bạn theo dõi nha bạn. Tiếp tục các bạn like và retweet nha các bạn. Tết like nha bạn. Tiếp tục thì các bạn lưu cái phần liên thứ hai của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên web Manmon các bạn. Thì các bạn đăng ký email password, xác nhận password các bạn. Rồi các bạn vào mail verify code các bạn. Vì mình đã có tài khoản rồi luôn. Rất là dễ nha các bạn. Rồi. Tất cả các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi bạn bấm nhấn nút submit tên nè các bạn. Rồi bấm don nè bạn. Follow gì tôi quyết submit. Gửi lời cái đường link vào profile tại Twitter của mình. Thì các bạn mở tại Twitter của mình ra các bạn. Các bạn vào ba chữ gạch bên cùng. Giờ chẳng nhân vào ba bên cùng. Bạn chia sẻ các bạn copy nha các bạn. Mình copy các bạn tại Twitter mình nè các bạn. Các bạn gửi qua đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại một địa chỉ email và đăng ký trên website Manmon DeFi các bạn. K4T4. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain, các bạn dùng địa chỉ tag trên YouTube Wallet nha tất cả các bạn. Rồi các bạn lướt xuống, các bạn mình chỉ qua bạn lướt xuống, bạn tìm địa chỉ NH các bạn. Các bạn sao chép lên này các bạn. Tiếp tục các bạn. Rồi bạn gửi cho bot các bạn. Tiếp tục bạn bấm balance để xác suất cần kiếm được này. Mình đã nhận được 10 top cần mon các bạn. Rồi bạn bấm vào ghép liền, lấy lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân lấy thêm top cần nữa các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.